Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 12 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động tháng nhân đạo năm 2023, gặp mặt tôn vinh các nhà tài trợ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, kỷ niệm 160 năm ra đời phong trào Chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Cho ý kiến vào dự thảo quy trình kiểm tra giám sát của chi bộ và dự thảo quy định về tổ chức hoạt động đoàn kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nghiên cứu bổ sung thêm quy trình giải quyết khiếu nại sau thi hành kỷ luật Đảng, xây dựng các giải pháp cụ thể đảm bảo hoạt động của đoàn kiểm tra giám sát theo đúng quy định. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đồng ý về chủ trương ban hành quy trình kiểm tra giám sát của chi bộ và quy định về tổ chức hoạt động đoàn kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy bổ sung hoàn thiện để ban hành ngay trong tháng 5 năm 2023. Về chủ trương điều chỉnh kế hoạch đoàn ra đoàn vào 6 tháng cuối năm 2023 của tỉnh Vĩnh Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện kế hoạch, báo cáo Bộ Ngoại giao và xin ý kiến của Chính phủ. Cho ý kiến vào tờ trình dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh việc ban hành chỉ thị là cần thiết nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn thiện nội dung chỉ thị. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào nội dung về công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác. Sáng nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức lễ phát động tháng nhân đạo năm 2023, gặp mặt tôn vinh các nhà tài trợ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, kỷ niệm 160 năm ra đời phong trào Chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác nhân đạo trong tình hình mới, chủ động hơn nữa trong công tác quản lý, thực hiện các hoạt động nhân đạo tại địa phương, phát động các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội nhằm chăm lo thiết thực đến đời sống của nhân dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần vào quá trình bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khước kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh trợ giúp ngày càng hiệu quả hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước. Tháng nhân đạo năm 2023 với chủ đề Từ trái tim mỗi chúng ta, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phấn đấu vận động và hỗ trợ được ít nhất từ 3.000 đến 3.500 lượt người có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, mỗi huyện, thành phố phấn đấu trợ giúp được từ 300 đến 350 lượt người. Toàn tỉnh có ít nhất 150 địa chỉ nhân đạo được giới thiệu và được kết nối hỗ trợ thông qua hệ thống y nhân đạo. Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã biểu dương, tôn vinh các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, câu lạc bộ, đội, nhóm, tình nguyện viên Chữ thập đỏ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 17 tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác nhân đạo từ thiện. Ngay tại lễ phát động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiếp nhận hơn 2 tỷ đồng và nhiều hỗ trợ thiết thực khác từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao hỗ trợ một công trình nhân đạo cho Hội Chữ thập đỏ thành phố Vĩnh Yên trị giá 100 triệu đồng,
240 triệu đồng cho Hội Chữ Thập Đỏ 8 huyện thành phố xây dựng nhà chữ thập đỏ và trao 20 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, chuyển 100 triệu đồng về Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục thảm họa động đất. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp cùng Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, khảo sát, lấy ý kiến tham gia 5 dự thảo luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh cùng chủ trì hội nghị. 5 dự thảo luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo gồm luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công an nhân dân, luật căn cước, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng, ban hành các dự án luật. Đây là những dự án luật nhận được sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội. Bộ Công an cũng đã có sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng các dự án luật để trình Quốc hội và lấy ý kiến của đại biểu nhằm hoàn thiện thể chế của ngành. Trong thời gian tới, đề nghị Công an tỉnh tiếp tục tuyên truyền, lấy ý kiến góp ý về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, góp phần hoàn thiện các dự thảo, đảm bảo tiến độ, chất lượng, trình Quốc hội khóa 15 thông qua theo kế hoạch. Sáng nay, đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã khảo sát tại huyện Vĩnh Tường về quá trình thực hiện dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc. Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá và làm rõ trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường trong việc thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc trên địa bàn, đồng thời đề nghị huyện Vĩnh Tường tiếp tục tăng cường phối hợp với chủ đầu tư, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ triển khai của dự án. Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất vụ mùa vụ đông năm 2022, triển khai sản xuất vụ mùa vụ đông năm 2023. Thực hiện sản xuất vụ mùa và vụ đông năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai hỗ trợ hơn 385.000 kg giống lúa chất lượng, tương ứng với diện tích hơn 7.700 ha, theo nghị quyết 20 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, hỗ trợ hơn 1.600 ha rau ăn lá, 300 ha lúa sản xuất theo hướng hữu cơ, xây dựng 2 mô hình sản xuất trồng trọt hữu cơ, hỗ trợ hơn 1.200 ha sản xuất rau quả hàng hóa an toàn theo Việt Gáp. Cùng với đó, các đơn vị sản xuất kinh doanh của tỉnh cũng cung ứng hơn 1.000 tấn giống cây trồng các loại phục vụ nông dân sản xuất. Qua đó đã góp phần đưa tổng giá trị sản xuất vụ mùa đạt trên 1.700 tỷ đồng, vụ đông trên 1.300 tỷ đồng. Theo dự báo, vụ mùa và vụ đông năm 2023 tiếp tục diễn ra trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, nhất là vụ mùa nhiệt độ sẽ tăng cao, nắng nóng kéo dài. Vì vậy, việc tập trung nguồn lực cho sản xuất đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các ngành địa phương. Để sản xuất vụ mùa và vụ đông đạt hiệu quả cao, ngành nông nghiệp đã đề ra nhiều giải pháp như tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các địa phương để mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng mở rộng diện tích cây hàng hóa tập trung có chất lượng, có giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ, tăng tỷ lệ sử dụng giống lúa chất lượng để nâng cao giá trị sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất, nhất là khâu làm đất và gieo trồng, thu hoạch để giảm căng thẳng về lao động thời vụ, hạ giá thành sản phẩm, xây dựng mô hình phát triển sản xuất trồng trọt hữu cơ Việt Gáp, sử dụng phân bón tiết kiệm, phấn đấu tổng giá trị sản xuất vụ mùa vụ đông năm 2023 đạt từ 2.800 đến 3.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, chủ trương xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu đang được triển khai sâu rộng ở các địa phương thực hiện thí điểm. Phấn khởi, đồng thuận, người dân sẵn sàng tham gia vào quá trình xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu với vai trò vừa là chủ thể, vừa là người thụ hưởng. Đây là kết quả của quá trình thực hiện dân chủ, phát huy vai trò của người dân, giám sát, tham gia xây dựng làng văn hóa của cấp ủy, chính quyền các địa phương. Công trình nhà văn hóa tổ dân phố Tam Quang, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên đang được triển khai xây dựng. Đây là công trình khởi công đầu tiên trong số 3 địa phương được chọn thí điểm xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu của huyện Bình Xuyên. Công trình đưa vào thi công nhanh là do người dân đồng thuận trong bàn giao mặt bằng. Chính quyền địa phương phát huy được vai trò giám sát của người dân trong xây dựng,
đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Ủy ban nhân dân thị trấn Gia Khánh đã thực hiện những kế hoạch của Đảng ủy và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của thị trấn và đặc biệt là cử đồng chí chủ tịch Mặt trận Tổ quốc của thị trấn thường xuyên cùng với cái tổ để kiểm tra và giám sát những cái chất lượng xây dựng công trình để đảm bảo công trình sau này đưa vào sử dụng được đảm bảo. Tại xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, quá trình lựa chọn các sản phẩm đặc trưng của địa phương được lấy ý kiến rộng rãi, nhận được sự đồng tình cao của nhân dân. Cây Phật thủ và mô hình nuôi cá thâm canh là các sản phẩm đặc trưng được xã Liên Châu đăng ký làm mô hình phát triển kinh tế trong thực hiện các tiêu chí xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu tại địa phương. Để mọi người biết và đưa sâu rộng đến khắp các vùng miền, quảng bá cho cái sản phẩm của chúng tôi rất là an toàn và cũng chất lượng, năng suất tốt. Mong muốn cấp trên là cũng quan tâm và cũng đầu tư về cái sản phẩm cho chúng tôi để chúng tôi được nhân rộng cái sản lượng lên. Cùng với các thiết chế văn hóa, việc triển khai các mô hình kinh tế, sản phẩm đặc trưng của địa phương chính là yếu tố quan trọng nâng cao thu nhập đời sống người dân nơi xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu. Nếu phát huy tốt thì nó sẽ tạo ra các mô hình sản xuất, sản phẩm để như vậy là quảng bá về thương hiệu của một làng văn hóa kiểu mẫu. Thì vừa rồi chúng tôi cũng đã đăng ký một số mô hình như mô hình trồng cá thâm canh công nghệ cao, mô hình trồng cây Phật thủ và tiến tới chúng tôi cũng đang thực hiện phối hợp với Sở Khoa Công Nghệ có thể là mô hình trồng sen, trồng hoa kết hợp với việc phát triển du lịch. Vai trò chủ thể của người dân được phát huy quyết định thành công trong xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu và xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Người dân tham gia xây dựng và là người thụ hưởng chính là góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững, thực hiện mục tiêu mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả của sự phát triển. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 1 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Sau hơn một năm triển khai, nguồn vốn vay tín dụng theo Nghị quyết 11 đã thực sự là động lực quan trọng giúp người dân và doanh nghiệp từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh sau những tác động của đại dịch COVID-19. Anh Vũ Kim Hùng ở xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, chủ một cơ sở sản xuất bao bì cho biết dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng đến công việc và thu nhập của gia đình. Sản xuất bị đình trệ, nguồn vốn ngày càng bị thất thoát, máy móc, trang thiết bị xuống cấp. Trong lúc đang khó khăn thì thông qua ủy thác Hội Cựu Chiến binh xã Văn Quán, anh Hùng đã tiếp cận với nguồn vốn 50 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Từ nguồn vốn vay, anh đã đầu tư sửa chữa máy móc, nguyên liệu để phục hồi sản xuất, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 6 lao động tại địa phương. Trong cái thời điểm hiện nay nó là khó khăn nền kinh tế chung thì cũng các cái nguồn, tuy rằng nguồn vốn 50 triệu thì nó cũng là một nguồn vốn ít ỏi đối với một cái cơ sở sản xuất cần nhiều nguồn vốn như chúng tôi, nhưng mà cũng ít nhiều thì cũng đã tạo điều kiện là giúp cho chúng tôi là có được cái nguồn vốn để làm cái vốn thêm vào cái phần vốn lưu động để mà lấy cái các cái mặt hàng nhựa, như là các mặt hàng nhựa để phục vụ cho sản xuất. Hộ gia đình chị Vũ Thị Thanh Vân, thôn Sơn Phùng, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch cũng là một trong những trường hợp được Ngân hàng Chính sách Xã hội và chính quyền địa phương xem xét cho vay vốn, hỗ trợ việc làm theo Nghị quyết số 11. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn mà gia đình chị đã có điều kiện mở rộng chuồng trại, đầu tư thêm con giống về chăn nuôi. Tôi tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách thì tôi được vay từ cách đây 2 tháng. Nó rất kịp thời cho gia đình mở rộng chăn nuôi lợn và mua về chăn thêm vào chăn nuôi bò. Sau hơn một năm triển khai nguồn vốn tín dụng theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, tính đến nay trên địa bàn huyện Lập Thạch đã có 230 hộ, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp được tiếp cận với nguồn vay theo chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Nguồn vốn ưu đãi góp phần giải quyết cơn khát vốn, giúp người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, giảm bớt khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Có các cái nguồn vốn này mà hội viên nông dân xã Văn Quán là cũng đã đưa vào các cái mô hình, ví dụ như nuôi gà đẻ trứng, nuôi cá thương phẩm, mô hình nuôi trai lấy ngọc, và ở trên địa phương xã Văn Quán và cũng còn nhiều những cái mô hình nữa cũng đã được sử dụng cái nguồn vốn này rất là hiệu quả và đã cũng được nhân rộng và tạo công ăn việc làm cho hội viên nông dân rất là nhiều. Tiếp nối các chương trình tín dụng chính sách đã và đang phát huy hiệu quả thì việc triển khai thực hiện nghị quyết số 11 là một trong những giải pháp sẽ tạo thêm nhiều động lực và sức bật cho nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, phát triển sản xuất. Sáng nay tại quảng trường Hồ Chí Minh tỉnh, Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc tổ chức khai mạc triển lãm tranh cổ động toàn quốc tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng phát triển bền vững đất nước năm 2023. Triển lãm tranh cổ động tấm lớn giới thiệu 100 tác phẩm của 55 họa sĩ chuyên và không chuyên trên toàn quốc được tuyển chọn từ các cuộc thi sáng tác tranh cổ động do Cục Văn hóa Cơ sở tổ chức. Các tác phẩm trưng bày triển lãm đã thể hiện rõ nội dung, đáp ứng yêu cầu về mỹ thuật. Thông qua hình ảnh và câu từ, các tác phẩm trưng bày tại triển lãm nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân về sự nghiệp xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân thiện mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Qua đó từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh trí tuệ, nỗ lực sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra. Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa tinh thần nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2023. Thưa quý vị, mặc dù liên tục được cảnh báo nhưng cứ khi hè đến, trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng vẫn xảy ra những vụ việc đuối nước thương tâm. Để đảm bảo cho học sinh trước khi bước vào kỳ nghỉ hè, các trường học trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước cho học sinh. Từ đầu tháng 4 năm 2023 đến nay, các thầy cô giáo trường tiểu học Minh Quang, huyện Tam Đảo liên tục lồng ghép các tiết học hướng dẫn cách nhận biết những nguy cơ về đuối nước và trang bị những kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh. Nhà trường yêu cầu giáo viên phải cập nhật thường xuyên những thông tin về tình hình đuối nước trên cả nước và tỉnh. Cuối buổi học mỗi ngày phải dành ra từ 5 đến 10 phút để tuyên truyền, nhắc nhở các em học sinh thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống đuối nước, xây dựng kế hoạch tổ chức dạy bơi cho các em học sinh trong dịp hè. Sắp tới đây nhà trường có một cái bể bơi mới thì chắc là nhà trường ngoài cái việc tuyên truyền cùng với phụ huynh để hướng dẫn các cháu cái công tác phòng chống đuối nước thì nhà trường cũng sẽ có những cái lớp tập dạy cho các cháu học bơi. Thì hy vọng rằng là cái công tác phòng chống đuối nước của nhà trường cũng như là trong xã Minh Quang này nó sẽ hạn chế được tối đa và có thể làm tốt được cái công tác phòng chống tai nạn thương tích đuối nước. Tại trường Trung học Cơ sở Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, thầy hiệu trưởng của trường đã trực tiếp đến từng lớp học nhắc nhở học sinh phải có ý thức bảo vệ mình trước nguy cơ đuối nước. 100% học sinh được ký cam kết không tự ý đi bơi lội nước khi không có người lớn đi cùng. Phòng Lao động Thương binh Xã hội của huyện kết hợp với Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo về tuyên truyền về cái phòng chống đuối nước và cái vấn đề là sơ cứu khi xảy ra tai nạn đuối nước đối với các em học sinh và các thầy cô trong năm học 2022-2023. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng giao cho thầy cô cũng tuyên truyền thường xuyên và cũng trong các buổi ngoại khóa cũng như là cái buổi sinh hoạt để lấy những cái tư liệu ở trên các trang mạng về phòng chống đuối nước để hướng dẫn cho các em biết cách phòng chống khi gặp đuối nước thì các em biết xử lý ra sao. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, trước khi kết thúc năm học 2022-2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đảo đã ban hành các văn bản chỉ đạo các nhà trường về công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh. Trong đó, quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục nếu để xảy ra tình trạng học sinh đuối nước. Chúng tôi quán triệt là nếu như hiệu trưởng các nhà trường
mà để xảy ra cái tình trạng mà học sinh bị đuối nước mà các em chưa biết, chưa được tuyên truyền, chưa được cam kết thì hiệu trưởng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đưa vào tiêu chí thi đua hàng năm về cái an toàn trường học và phòng chống tai nạn thương tích đuối nước. Thì cái này chúng tôi cũng đã cuối năm thì cũng đã đang tổ chức đi kiểm tra, rà soát lại xem nhà trường còn đã làm tốt cái gì thì chúng nêu gương, còn chưa làm tốt thì cần phải chấn chỉnh. Học sinh sắp bước vào kỳ nghỉ hè, đây là thời gian mà dễ xảy ra các vụ việc đuối nước nhất trong năm, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và các cấp, các ngành, đoàn thể, sự vào cuộc của cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.